Hello, xin kính chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải con đây mình kiếp này. Thì thực nó gọi là đây mình kiếp. Đây mình đó là viên kim cương đúng không các bạn? Còn kiếp là nó chơi như cái con kiếp vậy đó. Thì cái con kiếp á nó chỉ là xuống xuống lên lên hay là lên lên xuống xuống thôi. Ví dụ vậy nào không? Xuống xuống lên lên đó, nó chỉ xuống xuống lên lên hay là lên lên xuống xuống vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ xóa lên và mình hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Rồi, mình đã sample xong thì bây giờ mình sẽ vô mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì cái con này á mình dùng đúng một cái công thức, một là xuống xuống lên lên hay là lên lên xuống xuống của cái con kiếp á, là mình sẽ hoàn thành nó thôi. Thì con này nó rất đơn giản, thì trước tiên ta sẽ làm một cái mặt trước. Nè, cái đỉnh này nè đó, các bạn thấy cái đỉnh tam giác này nó có bốn màu nè, các bạn thấy đúng không? Thì bắt đầu ta sẽ làm từ cái đỉnh này ra. Thì cái đỉnh này nó rất là đơn giản, ví dụ như bây giờ nè, cái tam giác này màu xanh này thì mình sẽ đưa nó qua bên đây để cho nó đúng với cái tam giác này. Thì cách đưa là mình sẽ chia gì, mình đưa nó xuống, giờ mình đưa nó qua thôi đó, các bạn thấy không, là nó song xanh. Còn cái trắng á, ví dụ giờ mình quay như vậy nè đó, nếu mà nó có cái viên tam giác trắng á thì nó sẽ đúng vô cái tam giác trắng này luôn đúng không? Còn nó không có thì mình đi mình kiếm coi nó ở đâu, đây nó bên đây thì mình đưa nó xuống lại thôi đó, đưa nó xuống để mình đưa nó qua nè, các bạn thấy không đó. Vậy là ta đã có được hai màu, màu xanh màu trắng, là có được hai màu xanh màu trắng, là hai màu này là tự động nó cũng đúng luôn à. Nè, đây xanh nó đúng rồi phải không, còn đây là cái màu xám nè, ta chỉ việc ta quay thôi là nó đúng à. Đó là ta đã được cái bước một nè, các bạn thấy không, một màu, hai màu, ba màu, bốn màu, đó là bước một. Vậy là rất là đơn giản luôn, không? Xong bây giờ ta được cái mặt đỉnh này phải không? Bây giờ ta cầm chụp này nè, ta quay lên. Đó, ta làm cái mặt này nữa là ta sẽ hoàn thành nè. Thì cái làm cái mặt này các bạn dễ lắm. Và các bạn cũng thấy cái tam giác bốn màu này không? Đó, thì cái màu nào á thì tùy nó, thì ta lựa rồi ta cứ đưa nó xuống, xuống 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 là nó sẽ hoàn thành thôi. Thì quan trọng là ta coi ta lựa cái màu đúng vô cái vị trí của nó thôi. Ví dụ bây giờ mình lấy một cái màu nào, ví dụ nếu em coi coi đây, ở đây nó có màu xanh với cái màu xám nè, các bạn thấy đúng không, xanh xám. Thì ở đây nó có này xanh với xám nè, thì tức là ta sẽ đưa cái đỉnh bốn màu này nè, ở cái đỉnh này nè, thấy không, cái tam giác bốn màu này nó thay cho cái vị trí cái con tam giác này nè, đi xuống đây đó. Giờ cứ vậy ta đi y như con kiếp vậy đó. Thì bắt đầu ta dùng cái công thức xuống xuống lên lên nè, xuống nè đó, các bạn thấy nó đúng không đó, xuống rồi xuống lên lên đó, các bạn thấy không, à xanh với xám nó xuống nè đó. Giờ cứ vậy, còn dưới đây là cái đỉnh đầu, lúc đầu ta làm nè thì ta luôn ta để vậy nè, như như viên kim cương vậy đó, không xong được cái góc này. Giờ ta cứ làm hết mấy cái góc này nữa là hoàn thành thôi. Giờ ta coi trên đây nó có cái màu gì đúng với cái gì ta đưa xuống thôi. Đây xanh với trắng đây nè, đây nó có xanh với trắng nè, thì ta đưa nó xuống với cái góc này nữa là đúng thêm một góc nữa nè, không xuống nè đó, các bạn thấy nó xuống đúng rồi không. Giờ ta xuống, ta lên, ta lên đó, các bạn thấy không, nó xuống đó, nó gọi là công thức xuống xuống lên lên hay là lên lên xuống xuống, là cứ như vậy hoài, là hồi một hồi nữa ta sẽ hoàn thành thôi. Rồi ta coi tiếp cái viên trên đỉnh này đó, ta cứ coi cái viên trên đỉnh này là cái màu gì rồi ta cứ đưa xuống vậy thôi, nó sẽ có cái màu gì, à trắng với xanh, đây trắng xanh nó xuống đây, đây trắng đây xanh nè, xuống xuống lên lên đó, trắng xanh không đó. Rồi ta cứ làm hoài luôn một hồi nữa là nó sẽ hoàn thành nè. Còn ví dụ như các bạn thấy mình mà có làm hơi lẹ đó, ở ngay góc màn hình này nó có cái bánh răng á, các bạn chỉnh cái tốc độ chậm lại là các bạn coi là được à. Rồi ta coi tiếp cái đỉnh này nó có những cái màu gì để ta đưa xuống, đây màu xám với màu xanh này nè, nè xám với xanh nè đó. Thì hồi nãy ta xuống xuống muốn lên lên bên phải không, thì bây giờ nó nằm bên trái nè, thì ta xuống bên trái nè, các bạn thấy vậy nó cho nó đúng không. Còn ví dụ như các bạn vậy thì nó đâu có đúng được đâu đó. Thì mình quan trọng mình coi coi cái mặt nó nằm bên nào thôi nè, xám là nó xuống đây nè, nè bên đây xanh nè. Thì bây giờ ta xuống xuống lên lên ngược lại thôi, xuống xuống lên lên đó, xám xanh không. Giờ cứ vậy ta làm tiếp tục nữa, ta coi còn màu gì nữa, màu
Hình như là nó đúng hết rồi đó các bạn. Nè, ta làm một hồi nữa là nó sẽ đúng hết luôn nè. Đây nè, cái tam giác màu đỏ nè, nó sẽ chụp đôi đây màu đỏ phải không? Đây tím nè, đây cam nè, đây vàng nè, cái tam giác nó vậy nè, xanh nè, đỏ nè, trắng nè, nhưng mà nó chỉ là bị lật lại thôi đúng không các bạn? Bây giờ thí dụ như nếu mà cái con này mà nó có, ta chỉ cần ta quay cái chụp này lại thôi là nó đúng màu. Thì đó, bây giờ là nó đã hoàn thành, nó đúng hết rồi. Thì tới cái bước này là ta chỉ lật lại thôi. Đó, thì cái cách lật á, là các bạn để như vậy nè. Đó, các bạn để một một viên sai lên trên và một cái viên sai nè, nó sẽ đối diện với mình. Đó. Các bạn thấy đúng không? Thì cái chụp này là cái chụp lúc đầu mình làm nè, mình ghi lên như lên viên kim cương nè, thì mình lấy cái bốn cái con tam giác bốn màu nè, ta cứ xuống xuống lên lên cho nó trùng hết luôn, thì bây giờ nó đã đúng hết luôn rồi nè các bạn. Đó, nó đúng hết rồi nhưng mà nó sai cái vị trí thôi. Nè các bạn thấy có một vàng nè, tím nè, đỏ nè, cam nè. Đó, là nó đúng rồi, nó chỉ là nó bị lệch chỗ thôi. Thì bây giờ ta lật lại thì ta dùng cái công thức cũng xuống 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 lên lên thôi, nhưng mà các bạn coi coi cho kỹ nha. Tức là ta làm cái mặt này một lần, xong ta quay qua cái mặt này ta làm hai lần, rồi ta quay ngược lại cái mặt chính ta làm một lần nữa. Nào, xuống xuống lên lên, đó là một lần đúng không, cái mặt này làm phải không? Bắt đầu ta quay qua cái mặt đằng sau đáy đó nào, đếm một hai nè, đó rồi ta làm xuống xuống lên lên một lần, hai lần ta làm xuống xuống lên lên hai lần, xuống xuống lên lên là một lần rồi đúng không? Làm lần nữa, xuống xuống lên lên là hai lần, rồi ta quay lại đằng quay lại cái mặt đối diện lại, một hai là cái mặt đối diện, rồi ta làm xuống xuống lên lên một lần nữa là ta hoàn thành, xuống xuống lên lên, đó là ta đã hoàn thành đúng không các bạn? Và nó sẽ xảy ra thêm một cái trường hợp như thế này nữa, rồi và nó xảy ra cái trường hợp như vậy nữa nè. Cái mặt này là cái mặt đáy dưới mình nè, đó khi ta đưa cái những cái đỉnh mà trên đầu này nó xuống 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 nè, nó đúng hết cái vị trí rồi nè, ví dụ như xanh nè, không vàng đỏ, thì bây giờ đó, nó sẽ có hai cái con đối diện nhau đó, các bạn thấy hai con đối diện nhau không? Hồi nãy đó, là một một con sai nó nằm trên đầu dưới con sai nó nằm ở đây, còn bây giờ cái con sai nó nằm dưới đây, nó đối diện nhau nè, đây con sai đối diện là con sai chứ nó không phải nó nằm trên đỉnh đó. Thì ta cũng dùng y như cái công thức hồi nãy thôi, nhưng mà ta phải tốn đến hai lần làm, thì ta cũng để như vậy nè. Đó, rồi ta dùng cái y như hồi nãy luôn, xuống xuống lên lên cái mặt này một lần, quay qua mặt sau làm hai lần, rồi quay lại mặt trước làm một lần nữa là nó sẽ đúng thôi. Nè, các bạn xuống xuống lên lên, đó là một lần đúng không? Rồi ta quay qua mặt đằng sau của nó ta làm hai lần, xuống xuống lên lên là một lần, xuống xuống lên lên hai lần, rồi ta quay lại một cái mặt đối với nó ta làm một lần nữa, xuống xuống lên lên đó. Các bạn thấy nó ra lại cái trường hợp đầu tiên là cái trường hợp nè, một viên sai nó nằm trên đỉnh và một viên sai nó nằm đối diện mình. Đó, thì bắt đầu ta làm thêm một lần nữa thì nó sẽ hoàn thành. Đó, nó chỉ là tốn công mình làm thành hai lần vậy thôi. Đó nè các bạn thấy đúng không? Hai viên nằm gần nhau nè, hồi nãy là hai viên đối nhau, bây giờ mình làm một bước nó sẽ thành gần nhau. Thì mình để một viên sai trên đỉnh và một viên sai đối diện mình. Giờ mình làm cái công thức xuống xuống lên lên y như hồi nãy nữa là mình hoàn thành. Đó. Nè mình dùng cái mặt cái này nè, không, mình xuống. Xuống. Lên. Lên đó là một lần, giờ mình quay qua cái mặt đối diện của nó ta làm xuống xuống lên lên hai lần, xuống xuống lên lên một lần, xuống xuống lên lên hai lần, xong rồi ta quay lại đối diện của nó ta làm xuống xuống lên lên một lần nữa là hoàn thành, xuống xuống lên lên, đó là ta đã hoàn thành không? Cái con này ta chỉ dùng đúng một cái công thức xuống xuống lên lên thôi, nó y như con kiếp vậy đó. Rồi hy vọng các bạn làm được nha, cảm ơn các bạn đã xem video.
Nhớ like, đăng ký và chia sẻ video cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.